Động đất 7,2 độ rung chuyển Haiti, hàng trăm người thiệt mạng, mất tích, TT tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, con số thương vong đã lên đến hàng nghìn người trong thảm họa mới nhất tại Haiti. Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 304 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị mất tích sau khi một trận động đất mạnh xảy ra ở Tây Nam Haiti, khiến nhà cửa bị đổ sập. Reuters dẫn nguồn tin chính quyền Haiti cho hay, đây là thảm họa mới nhất xảy ra ở quốc gia Caribbean này. Cơ quan bảo vệ dân sự của Haiti cho biết thêm, có ít nhất 1.800 người bị thương và gần 1.000 tòa nhà bị phá hủy, gồm cả trường học, nhà thờ, khách sạn. Hàng trăm ngôi nhà khác bị thiệt hại, trong đó có trại giam, trung tâm y tế dù chưa có thiệt hại lớn nào được ghi nhận đối với cảng biển, sân bay và hạ tầng viễn thông. Theo cục khảo sát địa chất Mỹ USGS, trận động đất mạnh 7,2 độ theo sau là hàng loạt dư chấn xảy ra ở thị trấn Petit cách thủ đô Port au Prince 150 km về phía Tây, với tâm chấn ở độ sâu 10 km. Thủ tướng Ariane Henry đã bay tới khu vực để kiểm tra mức độ thiệt hại và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một tháng. Thị trấn lớn gần nhất là Les case nơi chịu nhiều tổn thất từ thảm họa. Bất cứ nơi đâu tôi đi qua, đều có tiếng kêu gào đau đớn. Jean Marie Simon, cư dân Les case đang ở siêu thị thì trận động đất diễn ra, anh vội chạy về nhà với gia đình. Có rất nhiều dư chấn và mỗi khi xảy ra, người ta lại chạy rồi la hét. Giờ chân tôi vẫn còn run. OSGS cho biết một lượng lớn người dân đang đứng trước nguy cơ gặp phải tình trạng lở đất, nhiều khả năng đường xá sẽ bị cản trở. Congo hứng chịu 61 trận động đất chỉ trong một ngày quanh núi lửa phun trào. Một trận lở đất đã chặn đứng cao tốc núi Lakeses với thị trấn Jeremie. Tình trạng này sẽ gây trở ngại cho công tác cứu hộ của Haiti, nhất là khi nước này đang nằm trên đường đi dự kiến của bão Grace với dự báo mưa lớn, gió to ngay đầu tuần tới. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã chỉ đạo Mỹ lập tức phản ứng và cử bà Samantha Power, quản lý cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USS, làm điều phối cho nỗ lực này. Tổng thống Mexico An, Res Lopez Obrador cũng cho hay, ông đang đề nghị chính phủ chuẩn bị cứu trợ ngay lập tức. Có thể cảm nhận được từ tận Cuba và Jamaica, trận động đất được cho là có khả năng nông và lớn hơn trận động đất mạnh 7 độ từ cách đây 11 năm. Sự kiện đã cướp đi mạng sống của hàng chục nghìn người. Trận động đất xảy ra trong bối cảnh Haiti lúng sâu trong khủng hoảng. Hơn một tháng trước, Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát trong khi nhiều khu vực phải đường đầu với nạn.